Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm cha câu AZ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cha câu AZ cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Than hoạt tính Thành phần khác vừa đủ một viên Dạng bào chế Dạng viên nang Công dụng Cha câu giúp chống đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu Giúp hấp thụ các chất độc như kim loại nặng, thuốc, độc tố vi khuẩn trong đường tiêu hóa. Chỉ định Cha câu thích hợp dùng cho trẻ em và người lớn bị trướng bụng, rối loạn tiêu hóa, bị ngộ độc thức ăn, kim loại nặng, hóa chất và độc tố vi khuẩn. Cách dùng Dùng đường uống Liều dùng Trẻ em uống một viên một lần, dùng 3 đến 4 lần một ngày. Người lớn uống hai viên một lần, dùng 3 đến 4 lần một ngày chống chỉ định không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm lưu ý khi sử dụng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ nhà sản xuất công ty cổ phần dược phẩm agi Make Farm. hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm cha câu Azi, đồng thời biết cách sử dụng cha câu Azi sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham